Thưa quý vị, không chỉ có mặt để hỗ trợ các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ ra vào thành phố, đoàn viên thanh niên Đà Nẵng cũng không quản ngại ngày đêm chia sẻ bớt phần việc của cán bộ chiến sĩ tại các vùng thiết lập cách ly y tế. Tinh thần trách nhiệm của họ rất đáng được ghi nhận. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được từ các chiến sĩ áo xanh thanh niên gửi về từ khu cách ly phong tỏa tại địa bàn phường Thạc Gián và Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trong trang phục bảo hộ kín từ đầu đến chân, các thanh niên tình nguyện chia nhau phân phát hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ của thành đoàn Đà Nẵng đến các hộ dân, trong đó đặc biệt lưu ý đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa. Đoàn phường cũng tiếp tục triển khai các lực lượng thanh niên tình nguyện tại địa phương. Thì thứ nhất là hỗ trợ tại 6 điểm chốt chặn của phường. Thì cái nhiệm vụ của bạn đoàn viên thanh niên là hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm và đi chợ giúp người dân. Rồi hỗ trợ cho lực lượng y tế và công tác xét nghiệm toàn dân trong khu cách ly. Trải qua 4 đợt Covid-19, tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên Đà Nẵng vẫn luôn được phát huy đầy trách nhiệm. Đoàn viên thanh niên tham gia trực tại chốt ga, tham gia trực tại hai khu cách ly tập trung trên địa bàn quận. Ngoài ra thì đối với đoàn thanh niên của 10 phường thì cũng đã thành lập cái đội thanh niên tình nguyện trong công tác phòng chống dịch, và khi có cái phát sinh dịch thì cũng đã hỗ trợ cùng với lại địa phương để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Ngoài việc hỗ trợ cho lực lượng đoàn viên thanh niên tại các chốt chặn trên địa bàn của thành phố, thì thành đoàn với tinh thần xung kích tình nguyện cũng đã đi trao những phần quà là những nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly trên địa bàn của quận Thanh Khê, góp phần tiếp sức cho bà con nhân dân cùng chính quyền trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thời gian đến, thành đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để chung tay cùng thành phố hỗ trợ vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ ở tuyến đầu chống dịch, đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia chống dịch, cũng như người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu phong tỏa cách ly trên địa bàn thành phố.